Rồi, đã bỏ ngoại xuống nhà, bây giờ chúng ta đi. Rồi bây giờ phỏng vấn bà Thi nè. Vô vậy. Lâu rồi mới cho khán giả trò chuyện với lại là Lệ Thi. Lệ Thi xin chào mọi người. Bà Linh, bà với tôi phỏng vấn là bà Lệ Thi nha. Đó, giờ ở trên này nè, Lệ Thi có nói có điều gì bất xúc, có điều gì trong thời gian tôi đi Việt Nam này kia. Rồi bà ở nhà bà có chuyện gì bức xúc mà bà không nói ra được á, thì hôm nay là tôi sẽ ưu tiên cho bà để bà nói ra. Cái bức xúc là tại sao bà về bà không có quà cho tôi. Vậy thôi hả? Rồi vậy thôi. Gì kỳ vậy? Bà muốn cái gì bà phải nói cho tôi biết. Là bà muốn em nhớ muối này. Em mua cho muối mè sửng nghe. Đó là tôi mua liền luôn. Trời ơi, là không có gì cho tôi thiệt luôn hả? Thiệt. Bà Linh chưa có nữa, lấy đâu bà. Dễ sợ. Nó phủ phàng cái chưa các bạn. Rồi bà thấy bà Thi, bà thơ, bà ăn quá trời rồi bà có nuốt nước miếng trời không? Trời ơi, thiệt. Hả? Bà không nấu chứ bà Thi, bà chỉ cái chỗ ăn cái gì quên rồi đó, bà nhớ cá không ở đó ngon thì không ngon. Nhưng sao bà biết? Bánh căn là tôi không đi mà à, bây giờ đó bà ăn hả? Hồi xưa tôi đi đánh giải ở dưới Nha Trang mà. Bà nói đánh giải, tôi tưởng đánh giặc không. Đánh giải đó rồi cái là mấy đứa. Trời ơi, bà Thi không biết bà biết ăn bánh căn không? Bà Linh, bà biết bánh căn, bánh nó ngon cả luôn. Bà không ăn bánh căn luôn. Tại bà không ăn, không biết ăn. Nhưng mà bánh cá, bánh cá ngon. Bà có ăn xíu mại không? Có. Rồi ha. Xíu mại. Xíu mại ở Đà Lạt á làm ngon. Tôi thấy món gì bà cũng ăn. Không, xíu mại chỗ bún cá luôn đó thôi. À vậy hả? Ờ, xíu mại chỗ bún cá luôn, đặc sản luôn. Rồi, nhưng mà bà không ăn bún cá đó ngon. Mà cái bánh quay vạt ngon ha, thèm á, thích ăn cái bánh đó. Ừ, cái bánh quay vạt cũng ngon, nó có củ sắn á chẳng. Có củ sắn, nó giống như cái nhân của chẳng bánh bao. Nhưng mà nó ngọt, nó mềm hơn. Rồi bà thấy tôi ăn ở Việt Nam bà có thèm bà thấy. Bà có biết là tôi đã hận từng cái món ăn của bà không? Mà bà có lên ký không mà ăn dữ vậy? Có lên 2 pound đó, bây giờ trời xuống ơi. Rồi qua tôi cân còn 106 à, 106 xong bữa nay ăn vô lại thì nó còn lên 107. Ăn gì mà ăn quá trời ăn luôn, có lên đâu. Xong rồi cuối cùng bà đi ăn hấp thủy cầm đúng rồi, món đó là món tuyệt vời luôn. Nó cuối cùng món ăn đó là món tuyệt vời luôn, ngon. Ở bên mình bên đây không có cái món đó ha. Rồi bà có coi các clip cam lộ không? Không. Clip cam lộ mấy bé, mấy người bị tật đó hả? Rồi tôi coi cái đó tôi khóc. Coi đi phát bánh mì bị mắc mưa chứ khánh tay á. Coi cũng nhiều, coi lứa mới à. Không mà có, nếu mà có bà Thi đi theo cũng đỡ lắm á, tại vì bà khỏe đó. Bà đi bà lóc chóc lóc chơi. Trời ơi vui duyên. Từ cái khỏe mà nói đuối mà đúng không? Tôi góp ý bà nha, bà không có được nói vui duyên nha. Cứ nói người này vui kia, người kia vui duyên. Không, ý tôi nói là bà lóc cha lóc chóc là coi như là nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn á. Là coi như là lóc cha lóc bà thơ là giống tôi nè, giống như tôi nè, lóc cha lóc chóc. Nhưng mà đúng rồi, cho bà đi khiêng gạo khiêng gì tùm lum đó. Bà khỏe, bà không có bị đau lưng. Tại bà đó, bà không đi thành ra bà thơ bà mới bị đau vai đó. Hay quá, thơ nó đâu khiêng nặng đâu, đau vai. Nhưng mà kỳ cuối cùng bà khiêng thiếu nhân lực. Thiếu nhân lực mà. Năm sau đi tháng 5 đi, có tôi. Rồi gia đình khỏe hết không? Trời ơi, nó làm như 8 năm gia đình bà khỏe rồi. Hết không? Dạ, chị mẹ khỏe không? Đề quê mẹ sao?
Mẹ thì không khỏe như mọi năm. Vậy hả? Mẹ sao? Càng ngày ăn càng ít. Vậy hả? Mẹ đã ốm rồi mà còn ăn ít nữa ăn hả? Ăn càng ít. Vậy là mẹ giờ ốm không? Lúc nhớ lúc không. Nhà tôi có cái gen á. Cái gen bị lẫn á. Lúc nhớ lúc không hả? Ừ. Vậy là bà phải coi chừng đó nha. Bà phải lợi sao để bà nhớ không thì... Cho nên bây giờ tôi phải hoạt động cái gì về trí não để tôi không thể nào mà tôi rơi vào cái tình trạng đó được. Làm sao mà hoạt động về trí não được? Hoạt động có nghĩa là mỗi ngày mình phải ăn cái gì đó để mình nhớ cái khoáng. Đúng rồi, ăn chè, ăn chè đồng chín chín đi. Bây giờ đang thiếu cái gì? Đang là thèm mấy giờ nè. Chỉ có món ăn là nhớ 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 là cái đầu mình nó hoạt động liên tục. Ăn món đó ngon không? Như bà nói là bà ở Nha Trang. Nghe bà nói bà đi tới bún cáo Nguyên Loan cho tôi. Đó, thấy chưa? Không, bây giờ gì à? Bà đừng có lưu số của ai hết á. Bà đừng có lưu tên. Bây giờ bà tập nhớ số điện thoại đi. Rồi xong bà tôi tàn hình. Nhớ. Mất tất trong đực kim mất. Bà khỏi gọi ai cho bà ăn luôn. Tôi tàn hình trong vài phút luôn. Bà không nhớ cái bà không gọi cho ai hết. Bà ở nhà một mình khỏi đi ăn luôn. Bà bây giờ bà ghi vô sổ những cái số điện thoại rồi tên của người đó. Rồi mỗi lần bà phải tập nhớ. Ví dụ số điện thoại của tôi nè, bà phải nhớ. Rồi số điện thoại của bà Linh Trần nè, bà phải nhớ. Những cái số điện thoại mà bà hay gọi mỗi lần hoặc là thường xuyên á thì bà nên nhớ cái số đó. Bà đừng có lưu tên không. Bà nghĩ sao tôi nhớ số dữ lắm nha. Bà đề cao tôi vậy đó hả? Không, tao nói là tập tôi, cho vô người ta hỏi tôi đứng lát tôi mới nhớ, bà biết không? Thì bởi vì mình mới tập cho cái trí não của mình nó hoạt động. Không, tôi công nhận bà Thi thì bà không nhớ nha. Nhà hàng mà bà vô bà nói ủa này mình đứng lần đầu tiên hả? Chính xác luôn á. Ừ, bà không có nhớ không cái gì hết á. Nhưng mà chè ta kia thì bà nhớ. Thành ra cái gì vô trong não của trong bà não là nhớ. Chè đồng 99 tuyệt vời. Rồi còn bà nhớ gì nữa? Bà có nhớ tôi không bà Thi? Bà, tôi làm sao mà tôi nhớ bà được? Bà nhớ chị Khanh. Bà nhớ số điện thoại của tôi đi. 714 mấy? 714677890 đó. Chưa. Tôi có nhớ. Một cái đặc biệt là vậy. Khi mà tôi tập trung, tôi tập trung mà tôi nghe qua một lần là tôi nhớ. Chứ nào giờ tôi đâu có nhớ số qua đâu. Con tôi cũng không nhớ số luôn á. Mà chỉ cần tôi cần nói lên một lần là tôi nhớ. Vậy là bà phải nhớ số của tôi nha. Lỡ có quên cái gì bất cứ nhớ số ai mà tháng 9 này tôi đi rút ruột là tôi réo bà. Trời ơi, tôi có đầy đâu. Tại sao bà lại biết? Rồi hồi nãy giờ quay cái mặt bà Thi. Nãy giờ quay cái mặt bà Thi, bây giờ quay cái mặt bà Tám chứ bà Thi. Cái show vui lắm, cái show ở Canada. Tôi đi coi. Tôi Toronto á. Cái xong cái cô mà kêu show của tôi á nhắn tin nói chị ơi trong những cái bài hát mà chị đăng ký á chị đổi một bài thành bài khi của nhạc sĩ Lưu Quang được không? Cái này trời ơi chị nhỏ xíu à, có gì đâu, tại vì ở đây á là người ta yêu cầu tôi hát nhạc tour. Basso nè, rumba nè, rumba rồi cha cha xì lô bớt tông này kia, van nữa mày, quên mày nữa mày, van nữa. Trời ơi, trời ơi, mấy cái điệu đó là coi như là chuyện nhỏ đối với tôi. Tại vì á hồi xưa ca mấy cái nhạc đó không mà, cho nên là cái xong cái chị đó chị nói vậy cái nó trời ơi đừng lo, tới lúc đó tùy cơ không biết muốn yêu cầu gì yêu cầu Tám hát hết á, đừng lo. Ủa Tám chuẩn bị đi đâu? Sợ hả? Đi đâu? Đi Canada, Toronto cuối tháng 9 nè. Đúng rồi. Rồi cuối tháng coi như là ngày 18 tháng 10 á là có một cái show ở Virginia nữa, ở DC á, mà cái này là không phải là show bán vé, cái này là event. Cái này là event nguyên một cái tour ở bên Việt Nam người ta qua á, cái xong cái người ta tổ chức một cái event rồi người ta mời Tám qua hát trong cái chương trình đó, cho nên là cũng là DC luôn á.
DC là tháng cuối tháng 8 đầu tháng 9 đi DC rồi 9, tháng 10 mà. Tháng 10 là hát DC tiếp. Ngày 17 đi, 18 hát. Rồi 19 20 gì đó ở làm kiến 20 21 về. Đi mấy ngày nữa hả? Ủa rồi bà thi tháng 5 bà về bà làm cái gì? Tháng 5 hả? Tôi về tôi dự đám cưới của con của đứa em. Vậy là cháu à hả? Không. Đứa em bạn thân. À, em gái bạn thân. Đám cưới đó con. Rồi bà về bà đi đám cưới. Về mấy ngày? Một tháng. Một tháng luôn hả? Đúng. Đi đám cưới có một ngày về một tháng dữ vậy? Đúng. Lợi dụng thời cơ hả bà? Trời ơi, phải tận dụng chứ. Còn ý định đi 2 tháng chơi cho đã. Trời ơi ghê vậy. Là tháng 5 về tới tháng 6 mới qua hả? Tại tôi thèm đánh cầu lắm. Ủa, về đó để đánh cầu thôi hả? Đúng. Chứ bên đây không ai đánh cậu à? Bên đây có nhưng mà đánh mà cùng với lại cái hội của mình là không có. Rồi vậy? Vậy mấy bà về Việt Nam bỏ luôn đi để bên đánh đọt và đánh cầu. Tôi thích đánh lắm, đánh cầu lắm. Vì bữa về bà ở đâu? Ở bên đây tôi đâu có đi, tôi đã chơi đánh cầu đâu nhưng mà tôi vẫn phải tập thể dục chứ bộ. Bây giờ là dạo này còn tập yoga không? Còn chứ. Ngày nào một tập. Tập ở đâu? Ở trước khi ngủ tập. À, tập phòng. Tự tập hả? 160 cái. Mấy phút? Chắc cỡ 20 phút à. Giỏi vậy. Ừ, phải đều đặn thôi. Rồi chứ không thôi là cái nghề của mình á, không tập là nó bị đau lưng á. Đau lưng cái đau này nè, đau cổ nè. Cổ vai gáy á hả? Cứng cổ vai gáy với lại đau cái ống cổ tay. Mà tôi tập đó. Bà làm mặt mới đau hả? Không đau một miếng nào hết trơn. Mà tôi nói biết bao nhiêu người tập yoga mà không ai chịu nghe lời tôi. Tại sao ông ta không chịu nghe lời bà? Tại vì người ta lười đó. Ai vậy? Lười đó. Ai vậy? Mắng lười. Ê tôi có tập nha bà. Không, cứ vô cớ mà tự nhiên nó đau. Tôi nói thiệt là do nó tắc nghẽn. Nó tắc nghẽn máu nó không lưu thông. Thì lâu ngày mà không giải phóng nó thì nó sẽ vôi hóa cái chỗ đó. Nó vôi hóa, nó đóng vôi. Sau ngày để vôi lâu quá nó mọc gai. Không phải là gai, là những cái cây gai, cái kim mà không phải vậy. Mà nó là những cái vôi mà nó tạo thành hình nhọn á. Giống như là mưa gọi là động thạch nhũ. Ờ biết rồi, hiểu rồi. Nó nhiễu nhiễu mà nó đâm nhọn á. Là vôi bào mà nó đâm nhọn là nó đâm vô dây thần kinh thì mình đau thôi. Tự nhiên máu nó đâu lưu thông đâu. Còn khi mà mình tập thể dục, mình vận động, máu nó lưu thông, nó mới chảy đều cơ thể mình. Nó bôi trơn thì làm sao mà nó đóng vôi được. Nó không đóng vôi được thì nó không làm mình đau. Hay bà quá. Thấy những cái bài mà tôi tập cho bà thấy không? Hiệu quả nó rất là tốt luôn. Khi mà bà tập đúng á, bà thấy là cái cổ mình hoặc cái tay mình hoặc cái chân của mình tập đúng nó rất là tốt. Nghe nó đã cái chỗ đó liền. Rồi mà tôi nói hoài chỉ bao nhiêu người. Còn kêu là làm ơn đúng giờ đó cho 10 phút thôi, face time đi. Mọi người ngồi dậy tập theo. Trời ơi, đau lưng có cách trị của đau lưng luôn. Mà không nghe. Thì bây giờ nếu mà ai mà ở gần bà Linh á là bắt bả. Chứ giờ đâu có ai ở gần bà Linh đâu. Sao lúc bà ở gần bà Linh rồi bắt bà tập tối về bắt tập? Trời ơi, bà bế phong tỏa cảm mà. Bà về tới nhà là bà vô trong phòng là hả? Bà là tử thủ trong phòng luôn, không thấy mặt bà luôn. Vậy hả? Ừ. Tôi còn gửi cái bài cho bà tập nữa mà không biết bà có tập hay không. Nó có cái bài chuyên về lưng. Có, tôi thấy comment ở trên đó người ta khuyên bà đừng có mổ quá trời luôn á. Nói chung là 10 người hết 8 người khuyên không mổ rồi. Rồi giờ bà tính làm sao? Mà bà đau quá. Tôi nói bà nghe. Thuốc á không phải là mình nói về tây y là không tốt. Nhưng mà thuốc
thuốc của trị về xương khớp á, về tây á, chỉ là thuốc giảm đau thôi. Đó chỉ là thuốc giảm đau thôi. Và khi mà uống hết thuốc là cái độ đau đó nó tăng gấp đôi. Tại vì nó chỉ là ảo thôi, nó chỉ giảm đau thôi, nhưng mà hết thuốc nó sẽ tăng gấp đôi. Tại vì bệnh nó phát triển, chứ không phải là bệnh nó lùi đâu. Bệnh nó đi lên mà. Thì khi mà bà dừng thuốc là nó tăng gấp đôi. Mà tăng gấp đôi là nó nặng thêm nữa. Mà bà không có cách nào bà chữa nữa thì tự bà phải mổ. Hoặc là bà đi về Việt Nam. Bà nghe lời tôi, bà đi về Việt Nam, bà tới đó bà nằm bà đắp thuốc. Trời ơi, nó không có khỏi. Bác sĩ nói là cái bệnh mà nặng quá thì chỉ có mổ thôi. Chỉ có mổ thì nó hai, không bao giờ nó hết được hết. Hai cái phương pháp mà tối ưu. Mà mình mang cái bệnh này nó nhức suốt ngày suốt đêm thì sao mình chịu nổi ha. Cho dù tập thể dục. Thiệt ra nó nói vậy là hơn. Không phải là nó mổ mà nó không tốt. Nó mổ nó hết á. Nhưng với điều kiện khi mà Thơ mổ rồi á, Thơ phải tập thể dục, phải vận động. Chứ không phải Thơ mổ rồi là bắt đầu Thơ lại quay lại cái công việc cũ nha. Nó dẻo dai những cái chỗ đó cho nó đừng cứng. Còn nếu mình mổ xong nhưng mình mà mình hết bị đau, hết bị nhức. Bây giờ mình có mổ thì cái vết thương của mình nó hơi chằng ở đó thôi. Mình phải tập. Còn cái chân mình nó nhức, lúc mà mình mổ xong thì chân mình nó sẽ thông, nó sẽ bả nhức buốt. Mà các bạn biết hả, hồi xưa thì bị thoát vị đĩa đệm nha, Linh không có nhầm nhò gì đối với Thi đâu mà Linh không tin. Thi bị nha, Thi bị thoát 4 miếng chứ không phải 1 miếng đâu. Thi phải nẹp cái gốm cổ trong đây nè để mà Thi thở. Mà hả, chỉ cần mà buông cái đó ra là dây thần kinh nó chèn vô cổ, tự nhiên Thi bị thoát vị trên cổ. Nó chèn, nó hành Thi sốt. Trong vòng có 2 tuần thôi mà Thi sụt 7kg. Tại vì không ăn được, không ngủ được, tư thế nào cũng học được hết, tư thế nào cũng rung vậy nè, rung. Mà người thì như người bị hành sốt á, nằm không được, ngồi không được, đứng được, khóc không, mà không biết bị gì. Xong rồi là chạm vô chụp MRI thì mới ra là thoát vị đĩa đệm 4 miếng. Bắt đầu là bác sĩ mới kêu là phải nhập viện liền để mổ, còn nếu không mổ là thì sẽ bị liệt. Cái bắt đầu mình lên chương trình để chuẩn bị mổ. Lúc đó mới mổ là mổ nội soi á, là 40 triệu. Là ở Việt Nam hả? Ở Việt Nam 40 triệu. Mà mình có hỏi lại là nếu như mổ á, có hết hoàn toàn hay không? Người ta nói không đảm bảo. Mổ là không đảm bảo hết hoàn toàn. Có thể tái lại nếu như cơ địa họ không thích nghi. Không, cái không. Đó là sách vở người ta. Cái câu đó là cả bác sĩ ai cũng phải nói đó. Tôi nghe vậy tôi nói trời ơi, đã cơ thể đã đau, tốn một cái khoản tiền lớn như vậy mà không hết hoàn toàn. Xong cái mấy anh chị chơi bên thể thao nè, chỉ kêu nghe lời chị đi vô thầy Sưởng Lâm, cơ Sưởng Lâm á, ở quận 11 á, đi vô đó lấy thuốc đắp. Thì là bạn tôi biết chở tôi đi vô trong đó, tới đó nằm một ngày đắp 2 lần. Một lần là đắp 1 tiếng, cách nhau 4-5 tiếng rồi quanh lại. Một ngày đắp sáng chiều. Tôi đắp nha, mà trước khi tôi tới ổng là tôi đem cái chụp hình tới nha. Tự ổng kêu là mỗi lần mà tới là phải cho ổng coi cái MRI chụp hình đó. Đem tới, người tôi dán xe lông bát khắp người luôn, không có chỗ nào, tại vì nó nhức cơ toàn thân luôn. Nó nhức buốt ở trong tận xương tủy mình á. Thì mới tới cái ổng nhìn, ổng cười, ổng nói chứ 3 ngày sau thôi, 3 cái đồ quỷ này á, mà tháo ra hết. Lúc đó tôi nghĩ là ổng nói theo kiểu mà đưa ổng lên thôi, mình tin, để mình nghĩ Tây y người ta mổ mà còn bị tái lại thì ổng chỉ là đắp bên ngoài thôi, nhầm nhò gì. Trời ơi, Thơ có tin là tôi đắp trong vòng 9 ngày, có nghĩa 1 thang thì ổng sẽ cho đắp 3 ngày, 1 ngày đắp 2 lần, tôi đắp 3 thang là 9 ngày. Tôi hết đau lúc nào tôi không biết luôn. Tôi không biết là lúc ngày nào mà tôi hết đau luôn. Và tôi hết tới bây giờ luôn. Mà đúng cái phương pháp chữa bỏng á là 9-6-3. Có nghĩa là 9 ngày đắp liên tục rồi tôi nghỉ 1 tháng. Rồi tôi vòng lại tôi đắp 6 ngày liên tục rồi tôi nghỉ 1 tháng. Rồi cuối cùng là 3 ngày. Nhưng mà đến 9 ngày tôi hết rồi. Thường là con người mình nó vậy đó.
bắt đầu nó hết, nghĩa là nó chủ quan, là nó không thèm đi nữa. Tại vì quá xa, nhà tôi đi vô Chợ Lớn đó, đi vô quận 11 á, một ngày mà đi hai lần, sáng chiều á, tôi lười, đáp đúng 9 ngày mà tôi hết cho tới bây giờ luôn. Mà tôi nói á, thì á, bà Linh không tin, bà Linh nói là bệnh bà không có bị nặng, tôi bị nặng, bà tôi bị cổ, nặng khủng khiếp. Lưng. Cái cổ của bà khác, của lưng của tôi khác, mỗi người mỗi bệnh. Nhưng mà cộng một cái là vậy, khi mà tôi đã hết rồi á, là tôi không bao giờ tôi để cho cơ thể tôi dừng lại, tôi chơi thể thao. Tại vì cái môn chơi thể thao á, mình là nó tiết ra chất nhờn, nó không có, nó bôi trơn được xương cốt của mình. Còn mình mà không vận động á, là nó không có tự tạo ra chất nhờn. Mình hoạt động, mình càng chơi thể thao. Cho nên tôi hết đến bây giờ, ông nói là cái bệnh của tôi, phải Tây Y nha, vui lắm. Lúc mà tôi tới đó, tôi hỏi là bác sĩ bên Tây Y, tôi hỏi là em chơi thể thao, em chơi cầu lông, em bị vậy, em dừng, em có được chơi nữa không? Ông nói là dừng lại nha. Bà mà chơi là bị liệt liền, nói chung bắt cắt đứt liền, không cho mình chơi. Trong khi đi qua hỏi thì ông nói là trong cái thời gian mà bà bệnh vậy là bà không được chơi thể thao. Mà qua đến ông bên đây hỏi ông là em có phải là dừng lại không? Ông nói không dừng một ngày nào hết. Tại vì bà đang bị, hiện tại là đang bị vậy thì vẫn đắp thuốc nhưng mà vẫn chơi, mà chơi nhẹ nhàng. Nhưng ông nói là cái này là do vôi hóa ra gai và nó làm cho thoát vị đĩa đệm. Thì khi mà mình chơi thể thao thì nó tạo ra chất nhờn, nó bôi trơn, nó bào mòn gai, nó ma sát, nó bào mòn gai và từ từ nó mất luôn. Là do là trời, hồi xưa tôi không biết đâu, tôi ngồi mà tôi chống vậy nè, lúc cỡ 17-18 tuổi, tôi chống tay một lát là tay tôi như bị liệt vậy đó. Tôi phải nhân cái tay tôi lên, tôi bóp vậy nè. Mà tôi không hiểu lý do vì sao. Thì phát hiện ra tôi bị là dị tật ở bên cái cột đốt sống cổ. Khi lớn lên chụp mình bị thoát vị đĩa đệm, mới chụp mới thấy mình bị dị tật cái cột sống cổ. Thì ông mới khuyên là nên chơi những cái môn nào mà nhìn lên á, để cho nó mềm cái cổ mình. Đó, rồi khi mà bị rồi thoát vị đĩa đệm, bị đến ổng rồi xong là hết luôn tới giờ luôn, đắp đúng 9 ngày thôi. Thì vừa rồi qua Mỹ có bị lại thì là ở bên Việt Nam đó, bạn tôi mới gửi thuốc qua, tôi đắp là hết á. Anh tôi bên này không tin, anh tôi cũng bị thoát vị đĩa đệm giống Linh, bị cái lưng, đem thuốc qua anh không tin, anh đắp, anh đưa mổ đó. Rồi anh mổ là ok không? Anh vẫn bị không, anh vẫn không bị đau. Yeah. Anh cũng hết rồi á, nhưng mà cũng thấy ảnh đau, anh cũng ôm lưng bì mấy lâu nay, cũng nghe nói ảnh bị đau á. Phải tập thể dục, nhất là những cái bài về lưng, cái bài mà chống hai chân lên vậy nè, xong vậy nè, thơ nhớ không? Đẩy hết cỡ luôn, đè hai chân xuống giường, đè mạnh luôn, là cái lưng á, nó chịu cái lưng á, rồi đưa chân lên, bẻ cái chân nó lên, trời ơi, chỉ cần hai cái động tác đó thôi, từ từ nó mềm cái lưng, rồi máu nó lưu thông được cái chỗ đó thì nó mới hết đau. Còn máu không lưu thông là không giờ hết được, mà nó đóng vôi luôn, nó đóng cứng ngắt chỗ đó luôn, làm sao mà bà không đau. Bà Linh bà đau tê rừng cái chân bà luôn bộ, mà cộng cái nữa với lại bà mặc đồ chật nữa. Sao vừa rồi bà về bà không thử cái chỗ bà thử đắp thuốc coi, có gọi điện thoại có tìm, cái nói cái chỗ đó nó bị ấy rồi. Tự nhiên bà lên mạng bà coi, bà sợ bên mạng bà coi cái bà nghe cái gì trên đó, tự nhiên bà sợ bà không làm, là trong khi mình là nhân chứng ở đây, mình nói là đi về đó đi. Nhưng mà nhiều khi bây giờ mẹ bà không có biết cái nó đem nó dẹp rồi. Đâu có dẹp lên, nó vẫn làm mà. Thấy trên đó nó nói là nó bị gì. Trời, Linh biết ổng mua một dãy nhà ở trên đó ổng làm á. Ổng làm cho bệnh nhân nằm á, một dãy nhà luôn, đường Đỗ Ngọc Thạnh á. Tôi phải không? Đâu có gì tôi không nhớ, nhưng mà chỉ cần nói đến cái đó là tôi nhớ là 302 Đỗ Ngọc Thạnh luôn. Quận 11. Thử đi đắp thuốc thử coi. Nhiều lúc nó hết làm sao?
nhiều. Cứ thử người... đi, mình chưa thử sao mình biết. Đúng rồi, tôi cũng chỉ gặp nhiều. Tôi như với bà là tôi chạy tôi. Nó về Việt Nam là hồi lâu về Việt Nam tưởng làm, ai ngờ trời ơi chịu đau đi. Tôi về cũng về tôi thử à. Thử đi chứ mất mát đâu, ở Việt Nam cũng rẻ rề, có mắc đâu mà lo. Hồi lâu chỉ tôi cũng có ý định thôi. Chứ mà tôi thấy đắp thuốc sao mà hết rồi. Đó thấy chưa? Tại vì cái xương sống này, cái đĩa đệm nó lồi ra, đắp thuốc chẳng lẽ nó thụt vô. Tôi cũng, tôi cũng có suy nghĩ giống như Linh từ lúc đầu luôn đó Linh. Tại vì có nhiều cái mà bác sĩ đưa lên á, nó nói dù mình tập thể dục đi, mình biết cái đĩa đệm nó lõi, cái cục đệm nó lõi bên nào mà mình tập. Thành ra tôi có share về cái clip đó kìa. Nó dù tập quẹo đây nhưng mà cái đĩa đệm của mình nó phải tập thẳng mới được. Hồi xưa khi mà nó đâu có thụt vô, mấy chị kêu tôi đi đắp thuốc, tôi cũng nói giống y như Linh, ý hệt như Linh luôn. Tôi nói em không có tin cái chuyện đó, cái chỉ là đắp thuốc, nằm để thuốc lên lên rồi cứ nằm như vậy mà hết, em không tin chuyện đó. Nhưng đến khi tôi đau quá rồi, tôi không thể nào mà tôi còn một cái lý trí nào hết. Tây y thì là người ta trả lời thẳng với tôi là không hết hoàn toàn, mà tôi phải chịu đau, tôi phải chịu mổ xẻ và tôi chịu 40-50 triệu, và tôi phải nghỉ ngơi từ 3 đến 6 tháng, tôi phải nghỉ ngơi rất là lâu, mà trong khi không hết hoàn toàn. Ở bên này thì mấy anh chị nói mấy anh chị từng bị rồi và mấy anh chị đắp thuốc hết rồi và không bị lại nữa, tôi mới quyết định tôi mới đi. 9 ngày không lẽ tôi nói láo, chưa bao giờ mà tôi nói hả, không lẽ tôi quỳ xuống tôi không, thì tôi lại ông nói là mỗi người mỗi bệnh là mỗi cái cấp độ nặng nhẹ khác nhau. Thành ra mình nghĩ mình hết, nhưng mà nhiều khi cái người kia nó bị cấp độ của hơn. Linh nha, Linh biết tôi cầm cái chén mà rớt không Linh. Linh vẫn còn chạy xe nhưng được mà bà nha. Bị cái tay, còn tôi bị cái chân gì? Là cái sinh hoạt tôi đó mà biết không, nhất tôi không làm gì được hết. Tôi bị cái cổ mà, tôi không cầm cái viết, tôi cầm không nổi, có nghĩa là tôi bị rất là nặng. Viết tôi cầm không được luôn, tôi không ngồi được, tôi không đứng, tôi không nằm, không thì có mà tư thế nào mà hết thôi. Còn tôi đâu hết, là do tôi đắp thuốc mà bà không tin. Chứ tự nhiên ở đâu mà tự nhiên tôi hết, tôi không hề uống thuốc tây luôn. Tại vì trước đó nha, tôi uống thuốc tây 1 tuần. Rồi tôi hết. Xong rồi cái tôi lười, tại vì tôi lười chạy đi xuống đó, tôi chờ là định là có người chiều tôi mới đi đó. Lý ra tôi phải sáng hết thuốc tây, thí dụ như hết thuốc là ngày thứ bảy đi, sáng chủ nhật tôi phải uống, và sáng chủ nhật tôi chưa kịp uống, nó đau dã man luôn. Tôi mới nói à, thì ra nó chỉ là thuốc giảm đau thôi, chứ nó không có là thuốc gì mà gọi là để chữa bệnh cho mình hết. Là tôi cộng thêm cái điều mà bác sĩ nói là mổ sẽ không hết, thế là tôi quyết định không đi chữa theo bên tây, tôi đi tôi chữa theo bên này. Tới nằm ở đó bao nhiêu con người tới, rất là đông luôn, chứ không phải là nói bóc phét đâu. Tới đó thì mới thấy người ta chữa bệnh, mà đây là bao nhiêu đời rồi, chứ không phải mới đây, ta chữa từ lâu lắm rồi, giỏi lắm. Mà đâu phải tôi không chỉ ai đâu, bạn bè tôi cũng chuẩn bị lên lịch mổ đi, tới ổng chữa, đi đánh cầu lại tỉnh bơ luôn. Rồi ba mẹ tôi nói nữa, nói chung là chữa chỉ nhiều người, người ta cũng hết. Chỉ có bà Linh là bà không tin. Phải, trời ơi không tin gì. Nhưng mà nhiều khi nó đau quá thì mổ đi, để nó khỏi phải đau. Thì đó. Chứ nếu mà mình chữa cái kia hả, nói thiệt người ta nói là nó vừa tốn tiền mà nó không có khỏi. Tại những người bị nặng rồi, người ta biết cái cấp độ nó đau cỡ nào đó. Đau khủng khiếp. Bà biết cái thời điểm mà tôi bị á nha, là bên đây nó nói 40 triệu. Bà biết tôi chữa bao nhiêu không? Một thang thuốc lúc đó là 1.300.000, tôi mua 3 thang là 3.900.000. 3.900.000 tôi chữa đúng 9 ngày. Tới giờ tôi ngồi đây tỉnh bơ. Vậy là mừng cho bà đó, đã chữa đúng bệnh, đúng thầy, đúng thuốc. Thì đó, mình thấy chỗ tốt mình chỉ. Nhưng mà hỏi bà cái lưng đi, tôi đem tôi đắp thuốc lên cái nó làm trời đó, ơi không tính thì thôi, tôi cũng từng nghĩ như bà. Tôi nói ủa sao nhưng mà cái đĩa đệm nằm bên ngoài đây cổ. Khi mà Linh nằm rồi Linh mới hiểu được lý do vì sao mình hết là như vậy. Tôi mới đầu tôi cũng nghĩ như bà, ủa đĩa đệm nó thoát ra ngoài mà nghĩ sao mà người ta mổ, người ta lắp, người ta thay đĩa đệm mà người ta cũng bị lại, huống chi là đắp thuốc không. Thì ra
cái quá trình của nó là vậy. Nó nấu rượu, nó bỏ thuốc vô. Khi mà rượu nó sôi lên, bắt đầu người ta mới vắt thuốc. Người ta vắt cho thiệt ráo, người ta trải xuống một cái tấm. Nếu như bà bị cái lưng, người ta trải xuống thì bà sẽ nằm trong cái lưng bà, cái chỗ đau á, để cái đó, rồi cột cái tấm đó lại. Cái sức nóng của rượu, thuốc, nó đẩy liên tục luôn. Nó giảm cái chỗ mà bị tắc nghẽn á, nó giảm. Thì máu nó lưu thông. Tắc nghẽn vậy? Bà có biết cái video kìa, cái cục xương nó xẹp xuống vậy nè, khi mình khiêng nặng nó xẹp xuống nè, nó lòi nguyên một cái cục đệm, cục thịt ra, xong rồi nó đụng vô dây thần kinh. Đúng, đúng là như vậy. Nhưng mà cộng một cái làm do máu nó không lưu thông, nó mới bị như vậy. Rồi khi mà rượu nó vô, bà biết nó nóng nha, một tiếng đồng hồ tôi cảm nhận được máu tôi nó đẩy, nó chảy á, nó mạnh á. Tại vì khi mà không, tôi đau quá về... khi mà tôi đau quá là đông mi, đông mi là ta phải không? À? Thành ra bà mới nói là nghẽn này nghẽn kia. Với nhiều khi mình về cái đông y, tây y chứ, thì nó xương nó xẹp xuống thì nó đè vậy thôi. Thì bên tây y chỉ có mổ thôi, còn bên đông y thì là tay. Thuốc bò tay chấm cơm cho đến em bị em là tại vì bà mới dùng cái từ là nghẽn mạch sống. Máu hay là nghẽn này nghẽn kia, nhưng mà nhiều khi cái đốt xương của mình nó bị xẹp á, mình khiêng nặng á. Vậy chứ bà lý giải làm sao mà tôi hết, tôi bị y bà đó, mà tôi bị 4 miếng chứ không phải 1 miếng như bà. Bà đừng có nói miếng miếng của bà là ở trên cái cổ nó khác, còn với tôi là xương nó no, nó cũng là đĩa đệm, nó cũng là một dãy xương, nó L1 L2. Bà có phải bà bị L1 L2 không? Không, nó L4 L5. Ờ, tôi là 1 2 3 4. Ê, sao đang chạy thì nhiên ngừng vậy trời ha, ta ngừng thì mình tôi là nghe. Bị một dãy luôn, ra 4 miếng luôn. Không lẽ tôi giữ lại cái em bà ví dụ 4 miếng thì nghe nó số nhiều thôi, nhưng mà cái cổ nó khác, còn cái lưng nó quan trọng lắm bộ. Trời ơi con này nó ôi nó lý ra bà phải làm lưng luật sư là cái giống như cái trụ của một cái con người á, nó khác. Trời, cái cổ mới là cái nói chung thì cái cơ thể con người thằng chỗ nào nó cũng là một cái lưng là bà khi nặng hay cái gì nè đè xuống hết là bằng chứng là à, tôi bị, ai cũng bị là vậy. Ngồi nhiều hay là khiêng nặng cái gì thì nó sẽ bị nặng hơn á, cái giống như cái cột nhà á. Vậy chứ thí dụ như cái cổ lên đau nè, hai cánh tay tôi như cùi luôn, lúc đó hai cánh tay tôi như cùi luôn, tôi không làm gì được hết. Nó chèn một bên, tay trái thì tôi vẫn còn nhẹ nhẹ được, nhưng tay phải là tôi cùi luôn đó, tôi không cầm được chén cơm luôn đó. Cái chén nhẹ xíu vậy mà tôi không cầm được, thì bà nói đi. Lưng bà vẫn còn đi được đúng không? Tôi là hoàn toàn tôi cầm cái viết mà tôi không cầm được cái viết. Mà tôi đi đắp thuốc 9 ngày, tôi đã nói là tôi là nhân chứng nè, tôi mới nói láo. Thì tôi nói cái ông đó ông chữa chuyên về cái bệnh về xương. Không uống một viên thuốc nào hết, ổng chỉ là đắp rượu thôi và thoa rượu. Ổng chỉ vậy thôi. Mà người ta nghề này người ta cha truyền con nối từ bao nhiêu đời rồi. Rồi tới nơi. Cảm ơn hai bạn đã có một trò chuyện rất là gay cấn. Và không biết bà là không biết là Việt Nam mà ai, ai đúng ai sai thì xin mời cái vị khán giả. Nhưng mà tại vì mình dùng... đã từng bị rồi, mình lấy từ mình chứ không phải mình nghe ai hết trơn, mình lấy từ mình. Cái cách chữa bệnh của bà là về đông y. Ừ. Thành ra không phải tây y. Thành ra bà nói là ờ nghẽn mạch máu hay cái gì là rồi xuống. Rồi, cái tay đen thui mà sao cái chân bà cố. Cái tay đen khủng khiếp luôn. Bữa em biết ngày gì không? Birthday của mẹ. Hôm nay á hả? Ừ. Cho mình là hát đi. Tặng mẹ hoa hồng. Ngày 4 tây tháng ngày 5 tây tháng 8. Tháng này là có cái lễ lớn nữa là ngày 15 tây tháng 8 là ngày Đức Mẹ Hồng Sáng Trời. Là ngày 4
bổn mạng em á, 15 khao hết. Rồi đổ Cần Thơ Công giáo mình có mấy cái vấn đề. Sinh nhật Chúa, sinh nhật Đức Mẹ. Hai vấn đề. Một sinh nhật Chúa thôi à. Chúa chứ Đức Mẹ có, xong có ngay sinh nhật Đức Mẹ nè. À. Hai. Xong đãi. Hả? Xong sinh đãi tiệc. Muốn ăn không? Muốn ăn không? Hôm nay sinh nhật. Sinh nhật Đức Mẹ, hát đi. Còn cái không, nữa không? Biết chưa? Không, bị mà. Sinh nhật Thánh Doan Bao Tiên Si Ta là Doan Tỷ Giả đó. Chỉ có ba người ba, là ba kính sinh nhật thôi. Tên ta là Tinh Thánh của ba, ta cũng mẹ. Muốn hỏi đó, ông già tôi là Tinh Thánh. Dở lịch cho qua làm sao hỏi, cho bây giờ biết được. Trời ơi. Hai ba giờ này nắng hầm, mình đi chị ra. Ánh mắt mẹ nhân từ nhìn con yêu thương tha thiết. Ánh mắt mẹ nhân từ thật chiều mến mỗi khi nhìn con. Tình mẹ quá bao la tựa biển lớn mênh mông. Ôi mẹ thương con với trái tim từ nhân hải hà. Mẹ nguồn ủi an những lúc con gặp đau buồn. Mẹ là hào quang xua tan đời con tối tăm. Xin mẹ phù giúp cho con một lòng yêu. Thực hành những lời mẹ khuyên, xin mẹ phù giúp cho con một lòng yêu mến. Mến Chúa yêu người, thực hành tới. Và cho tới bây giờ mình đã về tới mấy tuần mà nó cũng chưa về tới. Lâu mà lâu ghê luôn, không phải lâu thường. Thì từ Việt Nam qua Mỹ xa lắm chứ bộ. Ờ ha. Giống như đi vượt biên vậy. Bên bờ đại dương mà. Ủa trái tim lỡ lầm á. Cũng của ông Quang luôn ha. Nghe mình không cơ động. Bạn kỳ vậy trời. Bạn những biết bài của bạn vậy. Tại đâu có đọc tên đâu, tưởng là ở hải ngoại không à. Hồi xưa bên đây hát trước mà, Minh Tuyết hát. Sao Minh Tuyết hát hả? Cái này bản quyền hả? Bản quyền.
là một trong những bài hát trong album mới nhất của Lê Quang ca khúc thơ. Đó là nhạc của Lê Quang, album Nỗi Đau Tìm Lại. À, có mở hàng tôi mà thi mấy chục cái. Rồi bây giờ tôi cho bà nghe thêm bài nữa nha. Mình em ngồi đây, ngồi bên sông sông êm đềm, nghe tình trôi, nhìn lên trời cao, kia bao vì sao muôn màu. Nhất là cái bài số 1, Nỗi Đau Tìm Lại. Cái gì? Nỗi đau không mang tên gì? À, Nỗi Đau Mang Tên Em hả? Ừ. Sao mà chưa tìm bài đầu lại là bài khác hả? Nỗi Đau Tìm Lại là cái tựa của album thôi. Chứ không còn có bài hát cái hả? Không. Còn cái bài Nỗi Buồn Mang Tên Em là... Ủa, sao không có lấy tên bài hát là không. Tựa? Ông lấy cái tựa... ông lấy cái tựa là một chung hết cái... mỗi lần lấy bài hát nó đặt từ phải đặt từ như nào ra vậy thì ngày 5/10 đó bà ra mắt. Ra mắt trong đêm sinh nhật nữ ca sĩ Cam Thơ. Cái bài này nè, 10 bài mới anh luôn hả? Không, mới là mới với người biết rồi. Ừ, cũng một vài bài cũng nghe quen quen. Nhưng mà cũng cái bài này là cũng nghe cũng dễ thương lắm mà nó xịt tai nó khác. Bài Đời Mãi Có Nhau. Đêm sẽ qua từng cơn mưa đến trong hồn em ngồi đây hát mãi khúc ca thổ xưa. Hãy hát lên anh cho tình gần lại đây chút thôi. Em vẫn bay mùa thu đêm gió heo mây, mong gặp anh chỉ vắng tiếng ca sĩ. Bỏng cho nên là cái lúc đầu là nó nghe nó thấp vậy đó, nó thấp mà cũng may. Ừ, cái quãng nó rộng á, cho nên lúc đầu phải bắt buộc phải hát rất là thấp. Xong rồi giờ thì cũng may là tự nhiên giọng trầm hát tới. Ờ, xong rồi cái lúc lên cao lại lên. Còn cái bài Giọt Lệ Cho Cuộc Tình Đầu gì đó, đâu ông nội tôi hát cũng tét cái họng tôi luôn. Cái chỗ mà hái quá, chỗ nó cao gì đâu. Tôi về tôi nói ông Quang, trời anh viết cái bài hát gì mà cái âm vực nó cao dữ. Cái em chữ hồi nãy có một chữ hay có cao, có một chữ một mà bắt mà ca sĩ người ta phải hát. Tôi nghe nó chồ mà hát cao quá ta. Trời ơi, anh viết cái gì mà có một chẳng thà là nguyên một đoạn cao hết đi. Có một chữ một. Nếu mà hát không ấy thành hét lên luôn á. Trời ơi, nói là em hát cái bài đó muốn tét họng luôn á. Chỗ cười quá trời. Xong đấy, bữa nào viết
vừa vừa thôi. Hát viết vậy sao ca sĩ người ta hát, nhưng chỉ có một cái chữ đó thôi mà nguyên một cái bài phải tối thui luôn, đúng không? Một nốt đó. Cái ảnh vậy mới chứng minh được cái sự đẳng cấp của ca sĩ chứ. Trời ơi, chứng minh con khỉ. Còn cái bài này, hát cái bài gì nhạc gì đấy, nói ông hôm qua ông kêu là không có để cho ca sĩ thở hả? Mà biết cái bài này là của ca sĩ Quang Vinh á, ông viết cho ca sĩ Quang Vinh và Hoàng Tử Sơn Ca rồi nổi tiếng cái bài Miền Cát Trắng á. Đó thì sau bài Miền Cát Trắng viết cái bài này là lại không nổi. Không, cái bài này nó kiểu nó dễ thương, kiểu nó phải giống như kiểu Miền Cát Trắng, nó kiểu nó giống như là trong sáng á, bộ trái tới đường mặt pha đường bộ trái, nó kiểu nó trong sáng á. Mà tôi đâu có biết giọng tôi giọng gì đâu, tôi hát thấy bà nội luôn. Kiếm cái tao. Liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.